Review phim mới xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Những kẻ xấu xa. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mở đầu phim, anh chàng chó sói cùng người bạn gián của mình đang uống cà phê trong một cửa hàng. Lúc này đã đến 4 giờ chiều nên họ bắt đầu rời đi để làm nhiệm vụ. Lúc họ đứng lên thì sau lưng là một đám người tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Thậm chí cô phục vụ cũng chạy mất khi tính tiền. Thế là họ để tiền lại rồi rời đi. Khi bước ra ngoài thì họ nhanh chóng tiến vào một ngân hàng đối diện. Thấy mặt mũi hai thanh niên này thì mọi người xanh mặt và nhanh chóng chạy đi. Hai thanh niên tranh thủ cơ hội liền ôm hai bọc tiền vào một cái két sắt và rời đi bằng con ngựa chiến của mình. Đây là anh sói bị mọi người xa lánh vì loài sói thường là nhân vật xấu xa trong các câu chuyện, bởi vì thế nên anh bắt đầu hành nghề cướp. Còn đây là anh rắn lươn lẹo với khả năng phá mọi két sắt, và hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Đúng lúc này đoàn xe cảnh sát đuổi theo. Cô nhận xuất hiện và hack vào hệ thống đèn giao thông để cản chân bọn cảnh sát. Cô là một hacker khét tiếng có thể hack vào mọi hệ thống. Một lát sau họ chạy đến một công trường. Một anh công nhân cho thả đống vật liệu xây dựng xuống đất để cản xe cảnh sát, thì ra anh ta là Sát và cũng là đồng đội của băng cướp. Sở trường của Sát là ngụy trang, anh có thể biến thành hàng ngàn khuôn mặt mà không ai có thể nhận ra. Khi chạy vào cao tốc thì anh chàng khủng long xuất hiện và hạ gục tay cảnh sát, tuy nhỏ con nhưng anh có thể cân 10 tên giang hồ. Khi nhảy vào xe thì khủng long dùng chiêu đánh giấm để hạ hết đám cảnh sát sau lưng. Vì không có người đuổi theo nên cả nhóm chạy vào sở cảnh sát để tìm đối thủ, thấy mình bị khiêu khích nên chị cảnh sát trưởng đã cho toàn bộ đàn em đuổi theo. Vì rất ghét nhóm cướp nên chị cảnh sát nhảy ra khỏi xe để kéo họ lại, thậm chí còn chạy bộ theo, đúng là siêu nhân mà. Một lát sau cả nhóm bị bao vây, khi hết đường thì anh sói quyết định cho xe bay xuống dốc, còn đám cảnh sát thì tông vào nhau, thế là họ cắt đuôi thành công. Sau đó cả nhóm trở về căn cứ. Nơi đây chứa đầy vàng bạc và các chiến lợi phẩm của họ, cả nhóm bắt đầu tổ chức sinh nhật cho anh rắn, sau đó họ nâng ly ăn mừng chiến thắng. Đến tối, thống đốc của họ là một cô cáo bắt đầu họp báo để nói về vụ cướp. Cô nói rằng đây là một tội ác đáng khinh và cô thương hại cho băng cướp. Bởi vì họ không được yêu thương nên mới đi ăn cướp, và tối ngày mai cô sẽ tổ chức lễ cá heo vàng để trao giải cho công dân tốt nhất năm. Nghe được những lời này, cả nhóm rất cay cú và quyết định sẽ trộm đi phần thưởng cá heo vàng trong buổi lễ để trả đũa. Thế là ngày hôm sau cả nhóm lên đường. Lúc này giáo sư Mất Cam cũng đã xuất hiện, anh ta là chủ nhân của giải cá heo vàng năm nay. Lần này phần thưởng được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, chị cảnh sát trưởng giữ tấm thẻ duy nhất để mở cửa thứ nhất. Tiếp theo phải quét mắt của thị trường mới mở được cánh cửa cuối. Khi đến cửa vào, anh sói lập tức tiếp cận cô thị trường và trông luôn chiếc nhẫn. Cả hai bắt đầu nói chuyện về nghệ thuật và nhóm cướp. Cô cáo nói rằng nhóm cướp hành động quá thiếu chuyên nghiệp, luôn phô trương để tìm kiếm sự chú ý và không làm được điều gì lớn lao cả. Vì không thể phản bác được nên anh sói xin chụp chung một tấm hình và rời đi. Ở bên trong, chị cảnh sát trưởng cũng cho đàn em chia ra làm việc, họ quyết tâm phải bắt được đám cướp trong đêm nay. Lúc này cả nhóm cũng vào trong và bắt đầu hành động. Anh rắn bắt đầu chui vào thông gió. Cô nhện thì bám theo một anh bảo vệ để vào phòng điều khiển. Lúc này anh khủng long cũng đã lẻn vào nhà vệ sinh để hạ gục một anh chàng phục vụ. Anh sói cũng thành công trộm đi chiếc thẻ của cảnh sát trưởng. Khi đi xuống, sói định trông luôn tiền của một cụ già, nhưng bỗng nhiên cụ già vấp ngã nên anh sói đã cứu bà. Điều này làm cụ vô cùng cảm kích và cảm ơn anh sói. Bởi vì thế anh rất vui vì lần đầu tiên trong đời có người khen mình. Sau đó sói chui vào xe phục vụ để khủng long đẩy đi. Cá mập thì đóng giả một bà bầu sắp sinh thu hút sự chú ý của hai anh bảo vệ, vì thế khủng long thành công mở cửa đưa sói vào trong. Cả hai nhanh chóng hạ gục nốt hai người bảo vệ và dùng tấm hình chụp chung với thống đốc để nhận dạng mắt. Lúc này cô thống đốc cũng đã lên phát biểu và vinh danh giáo sư Mất Cam vì đã giúp đỡ mọi người khi một trái thiên thạch lao xuống thành phố. Bên trong thì cả nhóm bắt đầu vào vị trí, cả ba phối hợp vô cùng ăn ý để lấy đi phần thưởng. Đúng lúc này anh sói làm rơi chiếc nhẫn của cô thị trưởng nên kích hoạt luôn chế độ an ninh. Thay thế, cô nhận nhanh chóng sử dụng khả năng của mình để hack vào hệ thống an ninh nhưng không thành công. Lúc này, chị cảnh sát trưởng cũng phát hiện điều bất thường và đến phòng điều khiển. Cô nhận nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu tám chân để xử lý hệ thống. Anh khủng long đúng lúc này lại đau bụng và xả một cái giấm đi vào lịch sử. Khí độc bắt đầu tràn vào phòng làm cô nhận ngộp thở. Đúng lúc này, chị cảnh sát đã tìm được chìa khóa và mở cửa ra. May thay, cá mập xuất hiện và đánh lạc hướng. Khí độc bắt đầu thoát ra làm cho cô nhận tỉnh dậy và hack nốt phần còn lại. Thế là cả nhóm thành công cướp đi phần thưởng. Khi tẩu thoát thì anh sói nhớ lại những lời khen của bà cụ làm anh quẩy đuôi không ngừng. Việc này vô tình làm lộ lớp ngụy trang và đám cảnh sát lập tức bao vây cả nhóm lại. Sói nhanh chóng bắn dây lên nóc nhà để kéo cả nhóm tẩu thoát, nhưng không may nó chỉ kéo được chiếc quần của anh. Thế là lần này cả nhóm đều phải vào tù. Đúng lúc này giáo sư Mất Cam muốn thị trường thả bọn họ ra và anh ta sẽ giúp đỡ những kẻ xấu xa thành người tốt. Vì lòng trắc ẩn nên cô cáo đã cho họ cơ hội thứ hai. Ngày hôm sau cả nhóm lên đường đến nhà giáo sư. Tại đây họ được huấn luyện để trở thành người tốt bằng việc nhường nhịn và giúp đỡ mọi người. Nhưng có vẻ như nó không hiệu quả lắm. Tiếp đó giáo sư giao cho họ nhiệm vụ giải cứu 200.000 con chuột ở phòng thí nghiệm.
Với kinh nghiệm trộm cướp lâu năm của mình nên cả nhóm nhanh chóng đột nhập vào trong thành công. Khi thấy được đàn chuột thì anh rắn đã không nhịn được cơn thèm ăn mà cho tất cả vào bụng. May mắn cả nhóm đã tiến vào kịp thời, sói nhanh chóng bắt anh rắn phải nhả ra đám chuột, nhưng cảnh tượng này đã bị chụp lại và cho lên báo. Điều này làm cô thị trưởng không hài lòng và nói sẽ cho cảnh sát trưởng bắt họ lại. Anh sói lập tức đuổi theo và dùng nam nhân kế để thuyết phục người đẹp. Khi anh định trả lại chiếc nhẫn thì cô cáo lại lấy nó từ lúc nào không hay khiến anh vô cùng bất ngờ. Vì thấy sự chân thành của anh nên cô cáo vẫn tiếp tục cho họ cơ hội. Vì được người đẹp tin tưởng nên sói quyết định thay đổi. Tối đó anh cứu một chú mèo mắc kẹt trên cây. Điều này được giáo sư mất cầm quay lại sở chim và rất nhiều người ủng hộ việc tốt của anh sói. Tối hôm đó sói nói với mọi người muốn làm người tốt nhưng cả nhóm đã phản đối. Thế là họ lại lên kế hoạch để trộm đi phần thưởng cá heo vàng trong buổi lễ tiếp theo ngày mai, ngay hôm sau tại buổi tiệc. Cả nhóm đã nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đề ra. Anh sói bắt đầu mời cô thị trưởng khiêu vũ. Sau nhiều việc xảy ra dường như cả hai đã có cảm tình với nhau. Khi đến cuối chương trình là lễ trao giải cho giáo sư mất cam. Sói định cướp đi giải thưởng này nhưng vì đã có tình cảm với thị trưởng cáo nên anh đã không làm như vậy mà tự tay trao phần thưởng cho giáo sư. Đúng lúc này điện tắt, khi đèn sáng lại thì quả thiên thạch đã biến mất. Thế là mọi người đều nghĩ những kẻ xấu xa đã làm việc này và truy bắt họ. Anh sói đã quyết tâm làm người tốt nên ghi địa chỉ của họ cho cô thị trưởng để trả lại những gì họ đã trộm được. Rất nhanh sau đó cả nhóm đã bị bắt, lúc này giáo sư muốn nói chuyện riêng với bọn họ. Thì ra ông ta đã cử người đóng giả làm bà lão để đưa sói vào trong. Sau đó ông ta huấn luyện những kẻ xấu xa làm người tốt chỉ để làm bia đỡ đạn khi trộm quả thiên thạch. Tên giáo sư sẽ dùng quả thiên thạch này làm nguồn năng lượng khổng lồ để phục vụ mục đích xấu xa của mình. Lúc này chỉ có một mình thị trường tin tưởng sói, cô quyết định đến địa chỉ mà anh cho để điều tra. Đây đúng là nơi sói giấu chiến lợi phẩm. Còn nhóm những kẻ xấu xa đã bị giam giữ tại một nhà tù giữa biển, rắn và sói bắt đầu cãi nhau vì việc sói đã xấu họ. Bỗng nhiên một ninja xuất hiện và hạ gục đám lính canh, đó chính là cô cáo. Cô chính là tên cướp khét tiếng có biệt danh Hồng Chi. Những vụ cướp của cô là để giúp đỡ dân nghèo và chưa ai tìm được danh tính của cô. Sau đó cô hạ gục hàng trăm tên lính canh và giải cứu mọi người như trong phim Điệp viên 007. Cô thị trưởng đã nghi ngờ về giáo sư từ lâu và cô muốn nhóm của sói giúp đỡ để ngăn chặn hắn ta, nhưng cả nhóm đã quyết định rời đi vì không còn tin tưởng sói. Lúc này tên giáo sư đã đưa thiên thạch về nhà, nhờ đó hắn có một nguồn năng lượng khổng lồ để điều khiển tất cả chuột lang gần đó. Bên này cô thị trưởng đưa sói về căn cứ, ở đây có rất nhiều vũ khí hiện đại phục vụ cho kế hoạch của họ. Sau một hồi chuẩn bị, cả hai bắt đầu lên đường để ngăn chặn tên giáo sư. Còn ở nhà mọi người phát hiện ra tất cả tiền bạc đã mất sạch, cá mập bắt đầu bật khóc vì đã mất tất cả. Thấy thế rắn nhường lại cho cá mập cây kem cuối cùng, có vẻ như lòng tốt trong rắn đã trỗi dậy. Lúc này tên giáo sư đang cho đàn chuột lang cướp tất cả các xe chở tiền trong thành phố. Sói và người đẹp thì cũng đã đột nhập vào nhà giáo sư. Khi sói chạm vào tượng cá heo vàng thì làm cả hai giật điện và bị bắt. Thì ra rắn đã hợp tác với giáo sư để bố trí bẫy cho bọn họ. Đổi lại anh ta sẽ được thực hiện đam mê cướp ngân hàng cùng giáo sư. Sau đó cả hai rời đi. Còn tên đàn em cho thả cáo và sói xuống máy cưa để thủ tiêu họ. Đúng lúc này một luồng khí độc xuất hiện và làm ngất đi tên đàn em, đó chính là giám hùng long. Ba người còn lại đã xuất hiện để cứu sói, sau đó họ cướp lại khối thiên thạch và chở nó đi. Trên đường với cả nhóm phát hiện các xe chở tiền đã bị cướp nên họ quyết định đuổi theo. Bị phát hiện nên đàn chuột chia ra làm hai hướng để bỏ trốn. Lúc này cả nhóm cũng chia ra làm hai để gắn con chip điều khiển xe chở tiền quay lại đồn cảnh sát. Cô cáo lập tức biến chiếc vali thành xe mô tô rồi nhanh chóng gắn chip vào xe tải. Bên này cá mập ném khủng long bay lên, anh ta nhanh chóng sử dụng kỹ năng ninja của mình để gắn chip vào những xe tải còn lại. Thế là cả nhóm đã hắc thành công và đưa xe chở tiền trở lại sở cảnh sát. Sau đó cô thị trưởng cũng quay về đồn cảnh sát, còn cả nhóm bắt đầu đi thuyết phục rắn quay trở lại. Vì đã hết giá trị lợi dụng nên giáo sư đã đẩy rắn rơi xuống, may thay rắn đã cán được vào chân máy bay. Giáo sư yêu cầu mọi người phải trả lại viên thiên thạch nếu không sẽ giết rắn. Trước tình huống này cả nhóm đành chấp nhận cho tên giáo sư lấy đi viên thiên thạch, nhưng lúc này hắn lại đá rắn rơi khỏi máy bay. Sói nhanh chóng lái xe bay xuống vực để giải cứu rắn. Cuối cùng sói đã ôm được rắn trên không, anh đã trở lại để cứu người bạn thân của mình, cả nhóm ôm nhau trên không và rơi xuống. Còn chiếc xe của họ phát nổ, vụ nổ tạo ra một cơn sóng đánh bay chiếc mũ của tên giáo sư vào cánh trực thăng, như thế mà đàn chuột thoát khỏi sự điều khiển. Lúc này cảnh sát đã đuổi đến nơi và bắt giữ những kẻ xấu xa. Còn tên giáo sư sợ bị lộ nên đã bay lên trả lại khối thiên thạch cho cảnh sát, thế là hắn ta lại được đóng vai anh hùng. Khi tên giáo sư vỗ tay ăn mừng thì viên thiên thạch lại nhấp nháy, thì ra đây chỉ là một cái đèn giống quả thiên thạch. Lúc đầu rắn đã giả vờ là kẻ phản bội để tiếp cận giáo sư mất cam, sau đó anh ta điều khiển đàn chuột đánh trao cái đèn thành quả thiên thạch để nhóm sói trở đi, sau đó lại để quả thiên thạch thật lên lại,
Vì không còn chỗ để tiêu thụ năng lượng nên hệ thống của giáo sư quá tải và phát nổ. Anh sói đến xoa đầu giáo sư để nhét viên kim cương bị cô cáo trộm được vào và lên xe cảnh sát rời đi. Lúc này tượng cá heo vàng theo vụ nổ bay đến làm cái đèn ngã vào người giáo sư. Thế là viên kim cương rơi ra, cuối cùng mọi người đã tìm được bằng chứng phạm tội của giáo sư. Và những kẻ xấu xa đã trở thành những kẻ tốt bụng. Bộ phim đến đây là hết rồi. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.